Chồng có tài chính mạnh là điều an tâm của nhiều phụ nữ khi họ phải đối mặt với khó khăn. Mẹ phải mổ cột sống á chồng. Anh sẽ lo cho mẹ 100 triệu, anh lo hết. Thế nhưng điều đó có đồng nghĩa hạnh phúc gia đình sẽ trọn vẹn. Em gọi mẹ dưới quê lên đi, chăm sóc cho con mình. Em nhớ kỳ mổ cột sống không? Trời ơi, không có anh là nó khác rồi. Anh có cái kiểu tính toán mà song phẳng như vậy. Em bưng con về dưới quê, ở với ba mẹ của em, không phiền tới anh nữa. Cái chuyện chi tiêu gia đình là cần cái sự rõ ràng, đồng thuận ngay từ cái thời kỳ đầu của hôn nhân. Người đàn ông làm chủ kinh tế trong gia đình, đấy là một điều tốt. Nhưng mình đừng dùng cái đó để làm một cái vũ khí tổn thương người vợ của mình. Cả hai người không có ai đúng hoàn toàn hết, nhưng mà cái việc mà nghĩ cho nhau một chút cũng là điều nên làm. Lúc khó khăn vợ chồng bên nhau vượt qua được, nhưng lúc giàu có mà vợ chồng tôn trọng nhau được, bình đẳng với nhau được thì còn bền vững hơn cho cái gia đình đó. Câu trả lời sẽ có trong chương trình Quyền năng phái đẹp, chủ đề khi chồng lấn lướt về kinh tế, phát sóng lúc 19h15 thứ 6 ngày 22 tháng 3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.